qua hả? Bột giặt Vizo mới đấy, chị Lý bảo tốt lắm. Ồ, nhà tôi mới từ ra về, để giặt cáo bẩn của ổng xem. Vizo mới tẩy sạch mọi bụi bẩn ngay nơi cổ áo, và hương thơm độc đáo Deo Fresh tẩy sạch mùi ẩm mốc cả nơi nách áo. Cho bạn áo quần trắng tinh, thơm lâu hơn và không hại da tay. Dạ, xem này, không còn một chấm bẩn. Mùi thơm sạch sẽ dễ chịu, em đã dùng Vizo mới lâu rồi. Vizo mới giặt trắng hơn, đúng như vậy.